khi thầy mua cọc về thì sẽ tập kết ở đây, sau đó là tới ngày mà gọi là đóng cọc, ép cọc cho những vị trí cầu á, thì cô Ve sẽ qua di chuyển cọc xuống phà, rồi sau đó là vô tới cái điểm ép cọc là sẽ tiến em ép cọc khoảng 3 tiếng đồng hồ là rồi á mọi người. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hiện tại thì em đang ở ngay chùa Giác Hoa mọi người, thì hôm nay là cũng may mắn làm đi quay mà ngay chủ nhật mà gặp đội anh Đỉnh đi lấy cọc để về mà làm cái cầu mới mọi người, là cái cầu mới là ngay ở xã Bắc Hòa đây. Giờ thì cô Be cũng gọi là đưa những cái cây cọc xuống dưới phà để chuyển vào cái cây cầu trong Bắc Hòa mọi người. Ủa này nay mình phải lấy bao nhiêu cây anh Đỉnh? Này cầu sữa anh lấy, nay lấy 4 cây dài với 6 cây cọc, cái này cầu sửa chữa nên lấy ít. À cái này nâng cấp á ha. Nâng cấp mở rộng ra. Ủa cái ví dụ như là những cái cọc này là mình mua cho nó tối ưu chi phí hay sao, chứ theo nghĩ là mấy anh cũng có thể làm được mà, hay là sao? Tại vì mình không có thời gian mình đổ á, rồi nên giờ thầy cũng đặt cọc kia cho nó làm tiến độ thi công nó nhanh hơn. Dạ. Chứ hồi xưa là mình cũng đổ tại ở địa điểm này rồi mình mới chuyển đi chỗ khác, nhưng mà giờ làm cầu nhiều quá nên thầy không có đủ nhân lực để đổ, thầy mua nó tiện hơn. Đối với mỗi cây mới là mình làm bao nhiêu cây cây trụ, còn đối với những cái cây nâng cấp là bao nhiêu cây trụ anh, nó khác nhau sao? Nó cây mới á, thì mình làm 20 mấy cây, 24 cây. Dạ. Còn cây sửa chữa này tùy theo cái cầu cục cầu dài. Dạ. Nó tùy theo mỗi cây cầu nó khác nhau. Dạ. Vậy hôm nay là mình lấy cái cây cầu sửa chữa này là bao nhiêu cây anh? Bữa nay mình lấy cầu sửa chữa này là 10 cây cừ. Còn những cái cô Be mà gọi là hôm nay hỗ trợ mình đóng ép cọc này kia là cái đó là do thầy vận động người ta làm công quả hay sao? Do thầy vận động, như mấy cái cô Be mà anh này đang lấy cừ này là anh thường thường là anh đi làm công quả với thầy. Tức là kiểu như mấy anh là chỉ lấy tiền dầu đúng thôi. Đúng là lấy tiền dầu thôi. Dạ. Ủa anh, là giống như mình vừa xong cây cũ là mình qua đó ép cọc cây mới liền ha? Là nói chung là ông thầy cũng sắp xếp, nói chung mình làm gần xong cây cũ rồi thầy sắp xếp chừng vài ba bữa nữa cái thầy cầm cây mới. Dạ. Đặng cho tiến độ thi công nó nối liền với nhau cả năm luôn, nó không gì gián đoạn. Dạ. Mà em như em thấy làm cầu chắc là làm mấy cái cây mới cho nó ngắn hơn đúng không? Tại vì phải phá bỏ cái cũ hay sao? Mình làm cây mới vậy mà nó dễ làm hơn những cái cây mà sửa chữa này. Dễ cây hơn. Sửa chữa nó nó khó hơn. Dạ. Cây sửa chữa mình đục ra mấy cây cũ ra nó khó hơn cái cây mới. Cây mới vậy mà nó dễ làm hơn. Dạ. Cắm cọc thì phải khoảng chừng tiếng hay tiếng gì không anh? Nếu mà vô tới là chỉ cắm xuống thôi là khoảng tiếng không? Nếu mà làm mà suôn sẻ, bãi bến mà suôn sẻ thì cắm chắc cũng cần có 3 tiếng đồng hồ là nó rồi à. 3 tiếng. Có 3 tiếng đồng hồ. Tức là cô Be cắm xuống mà khi nào cô Be nhận hết nổi thì thôi ha. Đúng rồi. Rồi cô Be dùng nó nhận xuống hết nổi thì là mình ngưng, tới đó là mình ngưng. Dạ. Thì nay là em thấy nước nó cũng đổ rồi, mình có phải cần làm gấp rút hay như thế nào mấy cái cầu mỏng như mấy cái cầu này là nó nước xuống này, nói chung mình cũng tranh thủ. Dạ. Để cho tán đường nó nằm ở phẳng dưới nó đẹp. Dạ. Còn mình làm nước cao á, làm tán đường nằm ở trên nó cái cầu nó hơi xấu. Theo chia sẻ của anh Đỉnh thì khi thầy mua cọc về thì sẽ tập kết ở đây, sau đó là tới ngày mà gọi là đóng cọc, ép cọc cho những vị trí cầu á, thì cô Be sẽ qua di chuyển cọc xuống phà, rồi sau đó là vô tới cái điểm ép cọc là sẽ tiến em ép cọc khoảng 3 tiếng đồng hồ là rồi á mọi người, là sau đó là cái đội thi công sẽ tiếp tục làm bình thường. Giờ làm cầu cơ giới máy móc rồi chắc khỏe hồi xưa hết Đỉnh, hồi xưa tự đổ cái cực á. Hồi xưa thì mình ở trong cột mình đổ thì nó cực hơn. Dạ. Còn bây giờ có cơ giới gì, cơ giới nó làm thì tiến độ nó làm nhanh hơn. Dạ. Nhưng mấy cái cọc này thầy mua ở đâu về á? Thầy đặt ở mua ở thành phố về á. Dạ. Có một bên nó chuyên cung cấp cho thầy luôn á. Đúng rồi, nó công ty nó cung cấp cho thầy, nó chở về vận chuyển về đây cho thầy luôn. Ủa cái như cái cọc này em thấy trên đầu nó không có cái chừa cái móc sắt hay gì cho mình nối vô cái phần bê tông mình làm hả? Cái cọc này thì mình cầm cái mình chừa lại một khoảng cả 5 tấc, mình đục ra mình mới móc sắt vô. Dạ. Ở trong cái cột đó. Dạ. Chứ không có, nó không có chừa sẵn cho mình. Dạ, mình phải đục ra. Mình phải đục ra. Dạ. Cầm xuống xong mới đục. Lúc đó là làm bằng tay hay là bằng cái máy đục gì đó? Nói chung mình cầm xuống về nói chung có cơ giới cho mình làm bằng máy đục không à. Hồi xưa mình mới sử dụng bằng búa đập không à. Dạ. Giờ thầy bằng nhiều năm rồi
Thì thầy sắm máy móc, sắm máy móc nó cũng đầy đủ hơn, làm nó tiến độ nó thi công nó nhanh hơn. Hồi xưa mình làm ví dụ như cả tháng tháng ngoài mình mới được cái cầu, còn giờ thì công vòng mình cầm tới mà hoàn thiện nó cỡ, nếu hoàn suốt luôn cỡ 25 ngày là mình hoàn thiện được cái cầu. Đây, hai cây cuối cùng chín ốc quá trời luôn rồi. Rồi cái này đem cái ấy bắt ốc thì quá trời, không biết mọi người thấy sao, thấy tới không, ốc quá trời ốc luôn, không biết ốc mà đắng mùa này ngon không nữa hay là nó đang có con nó đắng. Ốc đắng lúc nào cũng có con đến trên này. Nó là mà là nó con bự là nó có con à. Ốc nào bự là nó có con à. Rồi, 2, 4, 6, 8, 10 cây. Đang cắm 10 cây. Trời ơi, cô ve gì mà cột giải luôn rồi, con gì đâu dữ vậy. Thứ dữ rồi, cô ve này thứ dữ rồi. À, bây giờ thì mấy anh cẩu cũng sắp xong rồi mọi người ơi, thì bây giờ sẽ là di chuyển vào cái điểm mà trong cây cầu ở trỏng để mà ép cọc. Thì chắc là em chạy xe đi trước rồi mấy anh thì sẽ chạy phà chở mấy cái cọc thì vô sau. Thì có thể là vì đây ở trỏng chắc cũng nửa tiếng hơn rồi, tại vì cũng cách mấy cây số rồi. Bây giờ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hiện tại cô Be đã đến cái địa điểm mà gọi là đóng cọc để sửa cái cầu này ha mọi người. Đây là cái cầu ở xã Bắc Hòa, thì đó cái phía trước mặt mọi người đây đó là cái cầu sẽ được nâng cấp. Bây giờ cô Be thì sẽ dọn cái bãi để lên trên bờ mới đóng cọc được, vì ở dưới phà thì khó mà đóng cọc được, tại trên dưới phà mọi người nó không có ổn định đó, nó cứ nhiệt qua nhiệt lại, thì cô Be phải lên mé trên và đóng cọc. Đây thì đây là cái cầu gọi là nó đã xuống cấp rất là nhiều mọi người, lan can này kia nó cũng hư rồi. Thì cái cầu này thì cũng là cái cầu huyết mạch để giao thông đi lại của người dân trong khu vực này á. Thì cái cầu này bắt cũng khá là lâu rồi, thì em cũng không phải dân địa phương đây cũng không có rõ là bao lâu rồi, nhưng mà theo em biết thì cũng khá là lâu rồi. Giờ những cái phần lan can này kia mọi người thấy không, nó hư hết rồi trơn rồi. Thì thầy sẽ vận động mạnh thường quân cùng với chính quyền để xây dựng cái cầu này, thì sẽ chắc là nâng cấp lên cái rộng 3,5 mét để mọi người đạt chuẩn nông thôn mới, để xe hơi này kia thể đi được. Chứ trước bây giờ thì mọi người dân mà bên đây nếu mà có xe hơi hay gì đó là qua cái cầu này rất là khó, và xe 16 chỗ thì sẽ không đi được qua cái cầu này. Bây giờ thì cô Be sẽ di chuyển lên phía trên để có thể đóng được những cái cọc mà gọi là sát mé này mọi người. Chung là thời giờ làm mà có cơ giới nữa nó khỏe hơn ngày xưa á. Ngày xưa làm mấy cái cầu này không có cơ giới là rất là khó khăn, đóng cọc hay là này kia rồi. Này là lái cua ve cũng cứng nha, chứ mình thấy ghê quá. Đây bây giờ tiến hành đóng cái cọc đầu tiên nha mọi người. Thì hôm nay đi quay cũng chia sẻ với mọi người là sáng cúp điện nên là camera của em sạc đầy rồi, sáng giờ quay mấy chỗ không biết còn đủ pin để quay hết cái cầu này không, hoặc là quay được đóng một số cọc rồi thì chắc em xin phép rút trước. Thì đây xui cái là sạc pin dự phòng mọi người, sạc xong rồi cục pin dự phòng nó cũ quá cũng không xài được. Thì những cái cô Be này mọi người, theo anh tặng anh Đỉnh chia sẻ thì khi mà đóng gọi là hết xuống mà sâu hết mức có thể á, thì khi nào mà xuống hết mức có thể còn những cái phần còn lại mấy anh sẽ tiến hành đục ra rồi kết cấu với cái phần xi măng hoặc là sắt mới để tiếp tục làm cầu. Còn cô Be thì sẽ dọn từ xuống hết mức mà gọi là hết xuống nữa thì thôi á. Chỗ này có một bụi tre á mọi người nên là có vẻ khá cứng, dọn là không xuống luôn á. Cứng thì nãy giờ cô Be nó gần nhưng mà cũng không có xuống được bao nhiêu hết. Đúng là cái sức mạnh của những cái rễ tre là quá dữ đó mọi người, bụi tre bên kia mọi người thấy không, quá cứng luôn mọi người ơi. Bây giờ cô Be sẽ tiến hành là múc một gào nước để vô phần đó cho nước nó có thể mềm hơn xíu không, rồi vọng lại. Hồi nãy giờ mà giống như là cả 15 phút rồi mà xuống được chừng mét cái gì mét không anh, 15 phút mình thấy thì xuống được chừng mét rồi. Quá trời cứng rồi. Ôi, gửi tre à. Rồi giờ xuống rồi. Bể ống nước luôn rồi. Rồi mấy anh chế nước cho thêm. Đó, xuống rồi. Xuống luôn.
Đó, làm như qua được cái lún rễ tre giờ là xuống được luôn rồi. Ok rồi, cây đầu tiên hơi khó khăn nhưng mà cuối cùng cũng xong. Sau khi đóng hai cây cọc ở trên phần mé mà gọi là mang cá xong rồi thì giờ các anh mới di chuyển xuống dưới giữa sông, thì giờ hai anh lội xuống để đo, mọi người đo khoảng cách từ trụ cũ qua trụ mới là khoảng một thước, hơn một thước xíu gì đó, rồi cầm một cái cây để cho cái anh gọi là lái cu be ảnh có thể biết cái vị trí và ảnh đóng cọc xuống cái vị trí đó. Cái phần cọc ở giữa sông á, theo như chia sẻ của anh Đỉnh á, thì nó khá là dễ đóng hơn so với cái phần cọc ở trong hai bên mé nha, do giữa sông thì đất nó mềm sẵn á, thì đóng xuống thì nó có gọi là có cái độ mềm á, để nó giữ được cái cọc mà nó thẳng xuống luôn. Nhưng mà cái cực ở dưới sông là mấy anh phải lội ở dưới sông để giữ độ thẳng của cọc trước khi là đóng được một khúc xuống hướng sình á. Đó, thì giờ hai anh thì lội dưới sông để gọi là cố định được tạm để cô bé đưa thẳng cái cọc xuống. Rồi, giờ là xuống. Thì nếu mà cái công trình trong kia thì hôm nay cũng đang làm, nhưng mà do đóng cọc này thì các anh cũng bỏ hết cái công việc ở trống để chạy ra lo phần đóng cọc này, để sau khi ngày mai trống hoàn thành rồi là sẽ ra ngoài này là bắt đầu làm luôn. Ngoài này thì đúng là mình thấy thì cái việc đóng cọc nó có gì đó gọi là nó nhẹ nhàng thật. Thì nãy giờ cô bé nó xuống nhẹ là đã được tới khúc đó rồi. Thấy là chưa có cần đóng gì luôn, mới thả cọc xuống rồi nó xuống tới đó rồi. À đó thì giờ xuống thấy cũng cứng rồi đó. À có lý rồi mọi người. Thì chưa biết sao. Dạ, clip em đến đây chắc cũng xin phép tạm dừng mọi người ơi. Thì cái quá trình đóng cọc thì chắc giờ diễn ra cũng khoảng vài tiếng nữa. Như mà em nãy có chia sẻ đó là do hôm nay cúp điện nên là pin của máy cũng không có đủ thời lượng để có thể đáp ứng quay hết. Với chiều nay em cũng đi Sài Gòn mọi người. Thì clip hôm nay là đóng cọc, chắc hôm sau em quay lại thì chắc các anh cũng đã hoàn thành tới các bước là xây trụ hay này kia rồi. Thì hẹn gặp lại mọi người ở clip sau, để có thể là tuần sau em quay lại là các anh đã tiến hành xây trụ quá mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. 30 năm, sư thầy dùng tiền cúng dường để xây dựng hơn 400 cây cầu giao thông nông thôn. Thầy là ai? Thầy sinh ngày 1 tháng 1 năm 1950 ở xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Nói về cơ duyên làm cầu thì thầy học theo lời dạy của sư phụ của thầy, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Dư. Và tâm nguyện của thầy là xây dựng cầu đường, vì ở huyện Tân Thạnh sông ngòi, kênh rạch rất nhiều. Tính đến nay thì thầy đã làm cầu giao thông nông thôn được 30.